Chào quý vị các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay mình lên sóng cho quý vị các bạn theo dõi một chiếc máy sới đất. Chiếc này là máy mới 100% nhé, mới chưa sử dụng luôn. Anh em nghe được không? Máy sản xuất tại Nhật, mới 100% chưa sử dụng luôn. Và chiếc này mình chuẩn bị giao cho khách hàng. Chiếc này là VR350F. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được nhỏ gọn xinh xắn. Nó mới tinh như này, không tin đúng không? Rồi mình sơn các bạn xem luôn. Thay sới này đã chém vào đâu chưa ạ? À, mới tinh luôn. Đó. Chiếc này là mình mua của shop ở bên Nhật và chuyển về. Các bạn có thể thấy được này, tình trạng mới tinh luôn. Đây, giá máy vẫn còn giá ở bên trong siêu thị đây, các bạn thì thấy được này. Isuzu VR. Đó. Con này 2,7 HP nhá. Động cơ 98ml này. Con này thì các bạn thấy giá bên Nhật không? Giá cũ của nó là 151.800 yên. Sau discount giảm giá về còn 138 gọi sale hợp ấy, về 138.000 yên. Máy của nó đây, mới tinh luôn. Isuzu, mình đã kiểm tra ngon lành cành đào, chuẩn bị gửi cho khách. Dù gì nó vẫn về theo đường hàng bãi mà các bạn, nên là mình cũng cứ phải kiểm tra lại. Về theo đường hàng bãi nhá. Đó. Con máy này mới 100%. Đây các bạn có thể thấy đồ đạc của nó này, vẫn còn cả đồ này, cà lê này, mỏ led này, rồi là các thứ luôn. Đây các bạn này, về mã này, VR-FHX này, phụng mã này, cực kỳ đẹp luôn, siêu mới, kinh khủng khiếp, cực kỳ đẹp luôn. Đây, số của nó đây, có 1, 2, mo lùi, có cả phay ngược, phay xuôi nhá các bạn nhá. Con này mình đổ nhớt vào rồi, kiểm tra trước khi ra cho khách. Đây là công tắc an toàn này các bạn này, khi mà giật mình là tắt máy, các bạn chỉ cần ấn vào đây thôi là tắt này, khi nào muốn bật này, ấn xuống, xoay về bên vị trí mở này, tắt thì chỉ gạt này thôi, bóc khuôn này vào chạy thôi. Cực kỳ ngon luôn, đỉnh thật đấy, siêu đỉnh luôn chiếc này. Đó. Ok. Rồi. Có thay đi em. Ôi, cho nâng cái này cao lên, không chém đất. Chết mất thì thay. Hướng thì cực kỳ hay luôn. Anh em có nhu cầu để liên hệ với anh Sơn, nhiều con khác, con này đắt, con này bên mình bán là 16,5 triệu. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé, chiếc này giao rồi. Anh em có nhu cầu với những chiếc đẹp như này có thể liên hệ với chúng tôi nhé. Cảm